Rạng sáng nay 9 tháng 1, một vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP, Hà Nội khiến 5 người thương vong. Ngày 9 tháng 1, Bộ Công an cho biết từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết, một đối tượng bị thương. Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, việc tranh chấp khiếu nại đất đai tại xã Đồng Tâm diễn ra căng thẳng từ nhiều năm nay. Trước đó, ngày 15 tháng 4 năm 2017, Công an Hà Nội đã bắt 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó, một số người dân xã Đồng Tâm đã tập trung đông người bao vây, không cho xe của các lực lượng ra khỏi xã Đồng Tâm, đập phá 5 xe gồm 1 xe chở quân, 3 xe ô tô, 1 xe cứu thương, giữ trái phép 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ, chiến sĩ công an TP, Hà Nội tại nhà văn hóa thôn Hoành. Vụ việc sau đó đã được vãn hồi. Theo hồ sơ, năm 1980, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc, Chương Mỹ và Đồng Tâm, Mỹ Đức. Tháng 10 năm 2014, Bộ Quốc phòng giao cho Quân chủng phòng không không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân cho Lữ đoàn 28, đất quốc phòng, với các mốc giới không thay đổi. Bộ Quốc phòng đã thu hồi 50,03 hecta đất do Quân chủng phòng không không quân quản lý, giao cho Viettel tiếp nhận quản lý, sử dụng vào công trình quốc phòng A1, trong đó gồm 46 hecta đất thuộc xã Đồng Tâm. Một số người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức đã lấn chiếm đất canh tác, xây dựng công trình trên diện tích này. Do có sự buông lỏng của chính quyền địa phương, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng trên đất quốc phòng nên người dân xã Đồng Tâm đã có đơn thư khiếu nại gửi lên các cấp. Trong đơn có 48 nội dung khiếu tố các cá nhân và chính quyền các cấp, gồm 25 nội dung có cơ sở, 23 nội dung không có cơ sở. Sau đó, Mỹ Đức đã giải quyết khẩn trương, nhưng còn nhiều nội dung chưa được đồng thuận. TP đã giải quyết 15 nội dung công dân còn chưa đồng thuận. Về cán bộ sai phạm, đã khai trừ đảng đối với 8 đảng viên, cách chức 1, cảnh cáo 1, khiển trách 5, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã, nguyên trưởng công an xã, khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 bị can, nguyên chủ tịch xã, nguyên cán bộ địa chính xã, cho tại ngoại nguyên bí thư xã vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, từ tháng 2 năm 2017, khi Viettel tổ chức triển khai thi công dự án, một số công dân khiếu nại và gây mất trật tự ngày càng phức tạp. Cuối tháng 2 năm 2017, công dân khiếu kiện đã vận động người dân trên địa bàn tổ chức ngăn cản, nhổ biển báo, khu vực quân sự, đưa máy móc nông nghiệp vào khu vực cày bừa, canh tác tại khu vực đồng xanh. Nhiều hoạt động vi phạm cũng được thực hiện như dựng trái phép một túp lều, đổ đá mặt làm đường, cắm cờ dọc đường, căng băng rôn với nội dung đất từ đây trở xuống là đất nông nghiệp xã Đồng Tâm, sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền nhiều nội dung trái phép, kích động về đất quốc phòng, tụ tập đông người kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để phản ứng chính quyền, cắt loa phóng thanh xã, buộc con em nghỉ học. Từ sau vụ bắt giữ người năm 2017, cơ quan chức năng TP, Hà Nội và bộ ngành đã thanh tra, giải quyết dứt điểm các tranh chấp cũng như xử lý trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc buông lỏng quản lý. Đến nay đã có gần 30 cán bộ có hành vi vi phạm đã bị xử lý, trong đó có một số cán bộ bị xử lý hình sự, đồng thời 14 hộ dân có đất trong khu vực sân bay Miếu Môn đã ký vào biên bản đền bù, hỗ trợ và di rời.